Cuộc sống hạnh phúc. 7 thực phẩm vừa tốt vừa xấu, bạn nên biết loại nào nên ăn và nên tránh để không gây hại. Có những loại thực phẩm bản thân rất tốt cho sức khỏe, nhưng ở một nhóm người, nó lại có thể gây hại. Đây là 10 thực phẩm hàng ngày vừa tốt vừa xấu bạn nên biết trước khi ăn. Ăn thực phẩm lành mạnh đã trở nên phổ biến hơn trong thời đại ngày nay. Khi ta ngắm nhìn những giá bày thực phẩm trong cửa hàng, cùng lúc đó, hãy tạo thói quen phân tích những thành phần chứa trong đó. Ta sẽ dễ dàng nhận thấy những thực phẩm nào có lợi và thực phẩm nào có hại. Nhưng đã có những khảo sát khoa học cho thấy rằng rất khó để nhận biết những gì thực sự có lợi đối với cơ thể. Bởi lẽ, có những thành phần chứa trong thực phẩm chúng ta không biết tới. Trong video này, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin đưa ra một danh sách những thực phẩm có cả ưu điểm và nhược điểm khi tiêu thụ chúng. Bạn có thể tham khảo để cân nhắc trước khi ăn. Bỏng ngô. Bỏng ngô chứa chất đạm, phốt pho, sắt, magie, khiến hệ thần kinh hoạt động hiệu quả. Vitamin B có trong bỏng ngô cũng giúp chống trầm cảm và căng thẳng, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Thứ ba, cá ngừ. Cá ngừ chứa rất nhiều thủy ngân. Nếu mức thủy ngân trong cơ thể quá cao, sẽ dẫn tới những vấn đề về trí nhớ. Nó cũng chứa chất bisphenopolychlorination, một hóa chất tổng hợp có ảnh hưởng đến hormone và phá vỡ chức năng của hệ thống thần kinh. Mỡ heo. Mỡ heo chứa một loại axit hiếm, đó là axit arachidonic, có thể tìm thấy ở các mô. Đây là chất duy nhất có thể khiến não hoạt động bình thường một cách ổn định. Nó cũng giúp chống lại và đẩy lùi chứng Alzheimer, mất trí nhớ. Tinh bột. Tinh bột có chứa gluten, vốn là chất cần thiết để cơ thể phát triển. Khác kháng thể, các hợp chất protein cản trở sự sinh trưởng của vi sinh vật và phá hủy chất độc hại do chúng tạo ra. Chứa trong gluten có thể ảnh hưởng xấu tới cơ thể chúng ta, bởi chúng tấn công những hợp chất quan trọng với cơ thể. Nếu thiếu đi những hợp chất ấy, con người có thể bị hoảng loạn và trầm cảm. Sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen chứa chất có tên là flavonoid, chịu trách nhiệm kích hoạt các tế bào não. Loại thực phẩm này khiến các mạch trở nên mở rộng hơn, lớn hơn, kích thích chức năng và cung cấp oxy hiệu quả hơn. Phô mai. Phô mai chứa chất gọi là tyramine, được tạo ra khi protein bị phá vỡ. Tyramine có thể làm tăng huyết áp và gây ra chứng đau nửa đầu. Khoai tây. Khoai tây nướng rất giàu kali, giúp vận chuyển oxy lên não. Đồng thời, chúng cũng chứa glucose, vitamin B và axit amin, những chất làm tăng lượng máu cung cấp cho não, đảm bảo não nhận được đủ năng lượng để hoạt động. Các loại hạt. Các loại hạt chứa axit tannic. Khi cơ thể bạn có hàm lượng chất này cao, nó sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ các khoáng chất, chẳng hạn như sắt. Điều này dẫn đến các trở ngại khi cung cấp máu cho não và từ đó có thể gây thiếu máu. Vì vậy, ăn một lượng hạt vừa đủ thay vì bạn ăn quá nhiều. Nghệ. Nghệ, thành phần chính trong các món cà ri, chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và chống lão hóa não. Chúng hỗ trợ chức năng nhận thức, chức năng sơ lão hóa cùng với tuổi tác. Quế. Quế giúp não hoạt động hiệu quả hơn bởi quế chứa những thành phần đặc biệt quan trọng. Hương quế giúp chúng ta giải quyết những vấn đề yêu cầu sự tập trung, trí nhớ tốt và phản xạ nhanh. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.